Trung Quốc có một điểm du lịch cực kỳ ấn tượng. Nằm trên cây cầu dài 400 mét bắc qua con sông Thơ Mộng. Trùng Khánh là thành phố lớn ở phía Tây Nam, Trung Quốc và là một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương. Trùng Khánh nổi tiếng với nhiều điểm tham quan ấn tượng dành cho du khách như hang động Hong Gia, bảo tàng dưới nước Bai He Liang, quận Vô Tích khu du lịch chính của Trùng Khánh, các bức chạm khắc trên đá Đa Dư, thành phố Ma Feng Du, thung lũng núi đen. Đặc biệt, nơi đây còn có một cây cầu dài 400 mét, với các tòa nhà theo kết hợp phong cách truyền thống Trung Quốc và phương Tây ở thị trấn lâm thời của Trùng Khánh. Sự kết hợp độc đáo tạo nên trải nghiệm khác lạ cho du khách như thể du hành xuyên không gian. Cầu và giao thông đường sắt là hai biểu tượng quan trọng của Trùng Khánh. Giờ đây, thành phố lại gây ấn tượng với du khách bằng cách tận dụng tài nguyên tự nhiên để biến thành những cảnh quan thật sự ấn tượng cả trên và dưới cầu. Cây cầu này cũng từng gây xôn xao trên mạng xã hội Twitter, nhiều người ngạc nhiên trước vẻ đẹp và sự độc đáo của cây cầu, trong khi những người khác lại bày tỏ lo ngại về tính thực tế và an toàn. Lý do đằng sau sự tồn tại của điểm đến kỳ lạ này hoàn toàn là kinh tế và du lịch. Chính quyền địa phương muốn tạo ra thứ gì đó thật độc đáo để thu hút rất nhiều du khách. Trên thực tế, đây là một khu vực dành cho khách du lịch, bao gồm nhiều tòa nhà theo phong cách phương Tây xen lẫn với những tòa nhà theo phong cách Trung Quốc truyền thống. Màu sắc tươi sáng của các tòa nhà tương phản với bầu trời xám xịt, u ám của hầu hết các ngày trong năm ở khu vực này của Trung Quốc, biến nơi hoang vu dần trở thành một điểm du lịch gây sốt. Các kiến trúc sư đã tận dụng không gian một cách xuất sắc, và sự kết hợp hài hòa giữa các tòa nhà theo phong cách phương Đông truyền thống và phương Tây. Những ngôi nhà đầy màu sắc đa dạng trên một cây cầu sừng sững, được bao quanh bởi phong cảnh đẹp như tranh vẽ, nổi bật nằm giữa những ngọn núi hùng vĩ. Cây cầu được trang trí bằng những biểu tượng độc đáo, như một chiếc xe buýt trường học lơ lửng trên không, những con rối và bức tượng thu nhỏ Chúa Kitô cứu thế của Rio. Hiện nay, ngôi làng trên cây cầu này đang vô cùng hút khách. Theo báo cáo, thành phố Trùng Khánh có hơn 13.000 cây cầu và một số cây cầu trước đây không thể sử dụng được đã được chuyển đổi thành công viên nhỏ, sân chơi, khu giải trí, đường dành cho người đi bộ và bãi đỗ xe trong thành phố. Ngôi làng được xây dựng trên cầu ở thị trấn lâm thời này là một ví dụ độc đáo về việc tận dụng các cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên để tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp cả trên và dưới cầu.